Một canh giờ nữa đại hôn của thái tử sẽ tổ chức ở Vũ Điện, vì vậy thái tử phi không được ăn ngũ cốc phàm tục. Đức Công công báo với quốc trượng là quốc sư nghe ông cũng tu luyện đạo thuật nên muốn đàm đạo về đạo pháp với ông. Quốc trượng đại nhân luôn bế quan tu đạo ở đất phong của mình nên chưa biết chuyện mấy ngày trước, bệ hạ đã phong tiên quân Đông Phương Túy làm quốc sư. Thấy Phương Túy đứng đó, quốc trượng nói: anh là đồ lừa người chứ tiên quân gì? Anh trả lời: nếu nói về lừa người lấy tiếng thì ai có thể so được với quốc trượng. Năm xưa quốc trượng giết con gái ruột và cả nhà, bây giờ lại rụt đầu trốn ở đất phong đàm luận đạo pháp, lẽ nào vì sợ người xưa tìm đến đổi mạng? Anh là con trai dòng chính của gia đình bị ông giết sạch cả nhà Na Cẩm Từ. Tính ra ông cũng là ông ngoại của anh. Ông định chạy lại đánh anh thì bị chém vài nhát. Hôm nay anh sẽ đòi mạng ông thay cho hơn 40 người của Na gia. Hai người đánh cược, cách đây 2 dặm là đại lễ thành thân của thái tử, cũng là đường sống của ông. Anh đếm ngược dây để ông chạy. Cùng lúc đó Tạ Vãn Âm đang lén ngồi ăn con gà thì nhìn thấy anh giết quốc trượng. Bị phát hiện cô liền chạy nhưng không kịp, định giết cô thì nhìn thấy hình trên cổ nên buông ra. Hóa ra đây là người mà anh đã tìm bao nhiêu năm. Cô sợ hãi chạy về nói cho Lục Châu nhưng bị cô ta chặn miệng vì không được ăn nói bừa bãi. Đại lễ thành thân thái tử phi phải ăn chay ngồi thiền, nếu không sẽ chọc giận trời cao. Cô khó hiểu không biết người nãy là ai, sao lại dám ngang nhiên giết quốc trượng. Thái tử điện hạ đã đến mà chiếc bông tai cô đã làm rớt nên tháo luôn chiếc còn lại. Thái tử nói với cô anh đã cầu xin phụ hoàng mời quốc sư làm chứng ban phúc cho hai người. Đó là Đông Phương Túy, nhìn thấy anh cô liền hoảng hốt, cố gắng bình tĩnh bước lên tế bái bia thần hoàng gia theo lời anh. Thấy anh chào hỏi đã nhận ra mình, cô liền kêu người thì không nói được vì khói lúc nãy là thuốc cầm. Nhưng khi nghi thức kết thúc thì cô có thể nói được. Phương Túy thực hiện lễ cho hai người, bỗng trời đen tối, bia thần hoàng gia sụp đổ, hai người chạy lại đỡ cô. Thấy Phương Túy cũng đỡ, Lý Trì nhắc thái tử phi của anh sẽ do anh tự bảo vệ. Phương Túy tuyên bố hôm nay là đại hôn mà đột nhiên nhật thực, ngay cả bia thần hoàng gia cũng sụp đổ, xem ra hôn sự này không được trời cao chấp nhận. Tạ Vãn Âm bị tên nô tỳ tát vào mặt, bà phụng theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Ngày đại hôn mà bị trời phạt khiến bệ hạ rất tức giận. Vậy nên Tạ cô nương hãy ở yên suy ngẫm lỗi lầm chờ đợi phán quyết. Lý Trì tức giận, một nô tỳ mà dám giao oai trước mặt chủ nhân, liền cho người lôi xuống và miệng. Vãn Âm kể lại với anh chính mắt cô nhìn thấy tên Đông Phương Túy giết quốc trượng trên núi Lương Vĩ. Cô nghi chuyện bia thần bị vỡ và nhật thực chắc chắn là do hắn. Thấy cô đang kích động, anh gọi lớn tên cô và nói vừa nãy quốc trượng có tham dự đại hôn của hai người, giờ đang được triều kiến bàn bạc với phụ hoàng. Đúng là quốc trượng vẫn chưa chết mà đang ở đây. Hoàng thượng kể trước khi thái tử thành thân, quốc sư đã chiêm tinh bói quẻ nói rằng trẫm có một người con trai. Số mệnh người này vô cùng cao quý, lại là một cặp trời sinh với con gái của Tạ gia. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ông nghi ngờ quốc sư đã bói nhầm. Quốc trượng bói lại cho ông thì bỗng nhiên sợ hãi bỏ đi. Tạ Âm khó hiểu tại sao chết đi có thể sống lại. Phương Túy vào phòng cô còn cầm chiếc bông tai. Cô đuổi anh không đi, còn nói vốn dĩ đã muốn giết cô nhưng giờ muốn cô gả cho anh. Cô tán vào mặt anh vì đã vô lễ với thái tử phi tương lai. Anh nói mình là người rất thích cướp thứ người khác, muốn nắm giữ điểm yếu của người đó. Cô lấy cây châm hù dọa nhưng bị anh khống chế. Bỗng nhiên anh phát hiện mạch có hiện tượng trúng độc, kêu cô đứng yên để đeo khuyên tai cho cô. Vãn Âm hất ra làm tay anh chảy máu, anh nhẹ nhàng chấm sau đuôi mắt cô. Anh nói có phải hồi nhỏ dưới khóe mắt cô có một nốt ruồi son làm con ngạc nhiên. Ngày 13 tháng 8 là ngày lành anh sẽ đến cưới cô. Thật ra quốc trượng là do Tiêu Chi đóng giả. Tiêu Chi thắc mắc đã thống nhất là hôm thành thân sẽ dẫn xét đánh chết thái tử phi, nhưng sao anh lại cứu cô ta? Vì cô ta là người quen cũ, anh nói mình đã âm thầm bắt mạch cho cô ta trúng kỳ độc đã ngấm vào nội tạng vô cùng nguy hiểm. Phương Túy báo cho hoàng thượng trời phạt không liên quan đến Tạ cô nương mà do số mệnh của thái tử. Anh tính toán trong số mệnh của hoàng thượng có một người con trai, số mệnh người này là thần long hợi thiên, không khớp với số mệnh của thái tử. Có người báo quốc trượng đại nhân đã qua đời, phát hiện thi thể ông ta trên đỉnh núi bị một mũi tên bắn xuyên qua. Hoàng thượng nghi ngờ thái tử đã làm ra chuyện này vì trước giờ quốc trượng chưa có thủ oán với ai. Nhớ lại hôm nay ông ấy bói cho ông một quẻ bất lại đối với thái tử thì trùng hợp tối nay đã chết. Ông liền cho người hủy bỏ hôn sự này. Vãn Âm chạy về nhà gặp cha mẹ thì gặp Phương Túy đang ở đây. Anh đã tặng trà tiên quý giá cho cha mẹ cô nhưng cô tưởng anh hạ độc. Tạ gia có 10 vạn quân ở Dậu Châu, phụ thân cô chinh chiến xa trường được phong làm quốc công. Huynh trưởng cô là Tạ Thính Hàn giành lại Lương Sơn được phong hầu năm 16 tuổi. Cô biết anh cũng có quyền lực nhưng Tạ gia cũng không phải cá nằm trên thớt. Cha cô liền la mắng vì nếu có anh trợ giúp thì sau này huynh trưởng cô khai chiến sẽ thuận lợi hơn. Người đời đồn đại quốc sư rộng lượng phóng khoáng, e là chỉ có mình cô biết anh chẳng qua chỉ là một kẻ điên độc ác. Cô lấy kiếm kêu anh giết cô và buông tha cho người nhà, nhưng anh nói mình chỉ muốn cưới cô. Thánh chỉ báo Tạ thị ở Dậu Châu tính tình dịu dàng, nện ban hôn cho quốc sư Đông Phương Túy, một đôi thần tiên sánh vai trọn đời. Trước đó vì không muốn cô cưới thái tử nên hoàng thượng tìm cho cô một người cô độc, có thân phận cao quý nhưng không có gốc rễ trong triều đình, người đó là quốc sư Đông Phương Túy. Cha Vãn Âm thắc mắc rõ ràng con gái mình với thái tử sao giờ lại vậy, vì đây là lệnh của hoàng thượng nên đành chịu. Lý Trì biết tin ông ngoại quốc trượng chết liền nhớ tới lời Vãn Âm nói, là do Đông Phương Túy giết nhưng hoàng hậu không tin. Bà nghi là hoàng thượng đã giết, núi Lương Vĩ có binh lính tinh nhuệ canh phòng, ngoài ông ta ra thì còn ai có thể lấy mạng quốc trượng. Bỗng nhiên Đông Phương Túy cho người xông vào, bổn tọa phụng khẩu dụ của bệ hạ lập đàn cầu phúc. Mong hai người ăn chay ngồi thiền đừng tự ý đi lại để tránh lúc bổn tọa cầu phúc sẽ đụng chạm đến nương nương và thái tử. Bà liền tức giận vì nghĩ bị giam lòng, anh cho người mời thái tử về phủ. Bên này, Vãn Âm không ngờ Đông Phương Túy dám dùng tính mạng của quân Tạ ra để ép cô gả cho hắn. Cô liền nghĩ ra một cách, hôm nay là ngày thành hôn của cô và Phương Túy. Tiêu Chi báo với cô chủ thượng nói trong phủ tổng cộng có hơn trăm căn phòng và hơn trăm nô bộc đều cho cô quản lý. Cô thắc mắc tại sao hắn lại giàu có thì Tiêu Chi nói những thứ này đều do hoàng thượng ban. Vì chủ thượng anh có thể đoán ý trời biết may rủi, nhìn trộm thiên cơ cho đại vũ giúp người dân tránh khỏi tai họa. Nghe xong cô không ngờ anh ta lại cao thâm khó đoán. Cô cố tình quyến rũ rồi định giết anh nhưng bị anh đoán trước. Anh nói mình khác người thường, tim anh nằm bên phải. Cô biết giết anh không hề dễ, vậy nên đã bôi lên da kịch độc dính vào máu sẽ chết ngay. Nhưng độc không ở trên lưỡi dao mà trên chuôi dao. Anh thấy dáng vẻ tàn nhẫn này của cô là một cặp trời sinh với anh. Anh đứng dậy cầm tay cô đâm vào người mình. Nếu cô muốn giết anh thì cứ nói thẳng cần gì phải lòng vòng. Cô nói anh là một kẻ điên. Cô dùng kịch độc của Trảm Ngọc Các thì công lực của anh có cao thâm đến mấy cũng sẽ chết. Nhưng giờ cô mới biết Trảm Ngọc Các là của anh. Rồi anh bế cô vào một căn phòng, ép cô uống một chén nước vì trong người cô có độc, rồi bắt mạch cho cô. Anh nói mình chỉ muốn cô sống thật dài lâu bên anh, tận mắt nhìn anh đưa những kẻ đáng chết đó lần lượt xuống địa ngục. Nếu cô dám chết thì anh sẽ bắt toàn thể Tạ ra chôn cùng cô. Đang mắng anh thì cô cảm thấy đau rồi ngất xỉu. Cô vừa mới tỉnh đã bị nô tỳ do hoàng hậu nương nương phái đến đưa cô xem một món đồ. Cô kêu bà về báo với hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ quốc trượng là bị quốc sư sát hại, tận mắt cô nhìn thấy. Phương Túy thừa nhận mình đã dùng mũi tên bắn chết quốc trượng đại nhân ngay trước mặt phu nhân anh. Nếu bà có gì muốn hỏi thì hỏi thẳng anh chứ đừng làm phiền phu nhân. Còn nữa anh nhớ ngày hôm đó bà đã tát phu nhân anh một cái. Anh tán lại bà một cái rất mạnh khiến Vãn Âm hoảng hốt. Nhất định cô phải bắt được thóp của hắn báo với thái tử ca ca. Cô là phu nhân của quốc sư thì chắc vào thư phòng của anh được. Cô đi vào một cánh cửa trong phòng. Tiêu Chi đến báo nếu anh không vào thì phu nhân sẽ gặp nguy hiểm. Cô lấy nến rồi đi vào tìm kiếm thì nghe tiếng động. Một con hổ định vồ lấy cô thì anh xuất hiện ra lệnh con hổ đi về. Về phòng anh đoán cô vào thư phòng để tìm điểm yếu của mình. Con muốn biết gì không cần phải tốn công sức anh sẽ nói hết toàn bộ. Anh nói mình viết quốc trượng là vì anh và hoàng thất có thù không đội trời chung. Không chỉ có quốc trượng mà hoàng đế hoàng hậu, kể cả thái tử ca ca của cô cũng đừng hòng thoát. Cô mắng anh còn chờ đến ngày nhặt xác của anh. Về anh vui mừng nói với Tiêu Chi cô muốn nhận xác cho anh chắc trong lòng đã coi anh như người một nhà. Tiêu Chi chỉ thấy cô muốn giết anh nhưng anh vẫn vui. Anh báo độc trong cơ thể cô ấy cực nóng vừa hay khác với Hạ Khô Chi Tẫn mà anh trúng phải. Nếu muốn có thuốc giải e rằng phải dùng máu của anh. Định không làm cách này nhưng Phương Túy đã nhanh chóng lấy máu của anh. Anh biết Vãn Âm không thích mùi tanh nên kêu Tiêu Chi tìm cách khử mùi. Tiêu Chi thấy anh làm nhiều chuyện với phu nhân như vậy thì hà khắc với cô ấy làm gì. Khuyên anh nói thẳng nhưng anh không phải người kể công để khiến người khác yêu anh. Anh vào hỏi cô nói chuyện gì mà vui thì cô trả lời đang bàn cách giết anh. Anh nghĩ chắc cô chưa nghĩ ra, anh biết trăm loại độc nên cô không đầu độc nổi anh. Còn về đao kiếm võ công cô không bằng anh, muốn giết anh khó như lên trời. Vậy cô hỏi nếu muốn giết anh nên nghĩ cách gì? Từ hôm nay anh dạy cô biết trăm loại độc, luyện đao kiếm. Cô cứ học hành chăm chỉ thì 30 năm sẽ được giết anh. Cô rất tức uống hết chén thuốc mà anh đem tới rồi đập cái chén. Cô nhờ Lục Châu viết một lá thư gửi cho huynh trưởng, bảo anh ta mang giúp cô một món đồ nhưng Lục Châu bị đứng hình khi nhìn thấy cô rất đáng sợ. Tết Trung Thu mọi người đông đúc ngoài đường, Tạ Thính Hàn cưỡi ngựa tới bắn cung tên lửa khiến hoa sen mở ra. Mọi người đều hô hoán tên anh, trên này Khương Minh Nguyệt nhìn thấy có vẻ rất thích anh. Trong buổi tiệc thái tử nhìn hai người mà buồn bã. Tạ Thính Hàn bước vào ngồi cạnh Minh Nguyệt, Vãn Âm nhìn thấy cũng rất vui lòng. Vãn Âm đi tới nói chuyện với Minh Nguyệt, vốn hai người đã quen biết từ trước nên rất thân. Cô chúc hai người sớm về một nhà. Thính Hàn đưa cô lọ thuốc hàm hương túy mà cô dặn anh mua. Về nhà cô hẹn Phương Túy mời anh uống rượu thạch lựu trong yến tiệc. Cô vội hốt một miếng rồi hôn anh. Cô biết anh sớm đề phòng độc dược trên đời này không chỉ có độc có thể hại người. Cô định giết anh thì anh nói mình tình nguyện chết trong tay cô. Nhưng có người đã nhìn sang đây, cô có thể giết anh trước mặt hắn rồi quay về với hắn. Có điều thái tử ca ca của cô liệu có chấp nhận một người tay vay đầy máu như cô. Anh rất thích dáng vẻ có thù át trả của cô, anh và cô mới là cùng một người. Thái tử ca ca đi đến, anh nói mình đã tìm mọi cách để gặp cô sao ngày hôm đó. Khổ nỗi lệnh vua khó trái nên anh đã không bảo vệ được cô. Định chạm vào vai cô thì bị Phương Túy ngăn lại, giữa thanh thiên bạch nhật mà anh lại quan tâm phu nhân người khác thì không thỏa đáng lắm. Vãn Âm vội vã đi vào thì đụng trúng A Mạn. Vào trong tiệc cô rất khó xử khi đối diện là thái tử ca ca. Vẫn có người báo tin khẩn từ Trương Châu, hơn 10 vạn quân đại phong đang tập trung ở Trương Châu cần chi viện gấp. Hoàng thượng lệnh cho quân Tạ ra đi viện trợ. Ông kêu Vãn Âm lại để nhìn kỹ, lúc cô còn nhỏ ông từng bế, ông nhớ cô học võ từ nhỏ, quyết tâm sau này là một nữ tướng chinh chiến xa trường. Cô kể hồi nhỏ mình từng bị bắt cóc ở Dậu Châu, bị thương cánh tay phải, mai nhờ thái tử điện hạ cứu giúp, nhưng từ đó đã bị thương ở gốc rễ, không thể luyện võ được nữa. Ông thắc mắc thái tử đi dạo châu lúc nào mà ông không hay. Hoàng hậu cho người bỏ thuốc vào dược thiện bệ hạ dùng hàng ngày. A Mạn kể lại lúc nãy bị Vãn Âm đụng trúng nên lọ thuốc bị bể khiến bà tức giận. Chuyện này rất sẽ quan trọng nên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vãn Âm vào phòng liền hỏi trò quái quỷ gì. Tiêu Chi nói hôm nay ngày 16 là ngày chủ thượng trai giới bế quan hàng tháng, cần phải tắm thuốc điều dưỡng cẩn thận. Anh biết cô đến là vì chuyện cha cô ngày mai lên đường, vì hôm nay anh mới quen nên không đi cùng cô. Cô cảm thấy hôm nay sao anh lại yếu ớt như vậy. Anh bảo Tiêu Chi chọn ra 10 cao thủ của Trảm Ngọc Các đi cùng phu nhân. Cô đang đi trên đường thì phu xe đã bị giết. Tiêu Chi báo với anh có tín hiệu cầu cứu của Trảm Ngọc Các từ hướng núi Lương Vĩ. A Âm đã gặp chuyện, hôm nay độc trong người anh phát tán nên không được mạo hiểm hành động, nhưng anh vẫn đi. Có một người phụ nữ đang ám sát cô, may là anh tới kịp. Anh đã bị thương nên cô vội vàng đưa anh đi. Cô chợt nhận ra người cứu cô trong đống đổ nát không phải thái tử ca ca. A Mạn báo với hoàng hậu thứ nghiệp chủng mang trong mình kịch độc kia vẫn còn sống, là Na Cẩm Từ. Nhưng Na gia bị giết cả nhà, là cha bà đích thân đi giám sát không sót một ai, tại sao Na Cẩm Từ sống được? Nhưng chính mắt A Mạn thấy quốc sư Đông Phương Túy chính là Na Cẩm Từ. Về nhà anh nói với A Âm ngày 16 hàng tháng là ngày anh phát độc. Nếu cô muốn giết anh thì giờ chính là cơ hội tốt nhất. Cô hỏi anh bị trúng độc từ khi nào thì Tiêu Chi trả lời lại đọc mày tên là Hạ Khô Chi Tẫn, có từ trong bụng mẹ. Anh hỏi thái tử có ơn với cô là từ lúc nào thì biết ngày 16 tháng 8 năm Thiên Diễn thứ 20 ở Dậu Châu. Cô nói mình và thái tử quen nhau từ nhỏ nên nhận ra. Cô lo lắng khi vết thương anh chưa khỏi mà không tịnh dưỡng như một thời gian. Hôm qua phu nhân anh suýt nữa mất mạng trên núi Lương Vĩ, muốn phải bắt được hung thủ cho cô một lời giải thích. Đã có chút manh mối, Trảm Ngọc Các phát hiện một đội thương nhân Nam Cương ở Phong Hà Cử của Hồ Mẫu Đơn. Cô muốn đi cùng anh, dù sao anh cũng bị thương vì cô nên không thể nợ ân tình. Anh sẽ cho cô đi nhưng phải uống viên tỏa hương hoàng này. Thuốc này không ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ là sau khi cô uống nó thì cơ thể tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Chỉ có hạt tiên của anh có thể ngửi thấy, như vậy sau này cô đi đâu anh cũng có thể tìm thấy cô. Vãn Âm đã uống nó, tối nay hai người sẽ đến Phong Hà Cử uống rượu ngắm trăng. Cô nhờ Lục Châu đến Khương Phủ ở phía Tây Thành hẹn Minh Nguyệt đi cùng, bảo cô ấy mang một mình tìm Long Xuân. Tối nay cô vào Khương Tiểu Thư sẽ ngồi trong phòng riêng chờ phu quân bắt được hung thủ chút giận cho cô. Nhưng thường ngày Minh Nguyệt thích yên tĩnh, không hề biết uống rượu. Nếu cô ấy nói những lời trái ngược thì đang gặp khó khăn cần giúp đỡ. Cô biết anh đã gặp rắc rối muốn nhờ thái tử giúp đỡ. Lý Trì nhận được tin định chạy đi thì bị cản lại. Anh nói nếu không thả ra ta sẽ đổ máu tại đây xem các người ăn nói với bệ hạ thế nào. Bên này, Tiêu Chi báo mọi thứ đang được diễn ra theo kế hoạch. Anh ra ngoài đi chọn một chiếc đèn hoa đăng cho cô. A Nguyệt tới nói xung quanh đã bị quốc sư phong tỏa nên ngày ấy đợi cô ở thuyền hoa giữa hồ. Thái tử đã gửi tín hiệu, cô có cách để ra ngoài. Cô nhảy xuống nước để không phải có mùi hương. Phương Túy đang đi trên đường thì bị nhóm người chặn lại nhưng cũng không làm khó được anh. Bên này cô gọi chạy tới thái tử. Thấy cô bị ướt, anh vội lấy áo của mình khoác cho cô. Nếu cô nói trước là cô bơi qua đây thì nhất định anh sẽ không cho phép. Cô nói quốc sư ép mình uống tỏa hương hoàn, để che giấu mùi hương cô chỉ có thể bơi đến. Anh nhắc lại nếu lúc trước Đông Phương Túy không giở trò thì hôm đó anh vẽ đã chiếc vòng này cho cô, để cô trở thành thê tử của anh. Anh định đeo nhưng cô rút tay lại. Bỗng có tiếng một con vật kêu, Phương Túy liền vội vã chạy vào tra hỏi Minh Nguyệt A Âm ở đâu. Anh biết cô gặp thái tử nên lớn tiếng, bỗng A Âm về kịp lúc bảo vệ Minh Nguyệt. Thấy tay cô ướt, anh rất thất vọng vì tình hình sức khỏe của cô. Anh tốn bao nhiêu công sức chăm sóc vậy mà cô lại vì gặp Lý Trì, nhảy xuống hồ giữa đêm mùa thu để che giấu mùi hương. Cô cho rằng anh cưỡng ép chiếm đoạt thì sao lại trách ngược cô. Anh với cô về nhà, cảnh báo trong lòng cô nhớ nhung ai anh sẽ giết chết người đó. Anh đẩy cô xuống hồ khiến cô mất bình tĩnh. Anh khuyên cô đừng cử động, đây là hồ thuốc có thể trị bách độc. Bỗng nhiên A Âm cảm thấy khó chịu rồi ngất xỉu. Anh liền lấy máu của mình cho cô, đỡ cô nằm xuống. A Âm nhìn thấy dấu răng trên tay anh liền hỏi rốt cuộc anh là ai. Anh nói tên thật của mình là Na Cẩm Từ, con trai duy nhất của thứ sử Na Thừa An. Ngày 16 tháng 8 anh lánh trong một ngôi miếu hoang ở Dậu Châu. Trong miếu có một tượng Phật khổng lồ, anh nhắc đến đâu cô đều nhớ lại chuyện lúc nhỏ rất giống người cứu cô. Cô thấy lạnh nên anh đã ở đây với cô. Thấy cô tỉnh dậy anh liền nhắc đêm qua là cô chủ động trước, cô định lật mặt không thừa nhận sao. Ra ngoài, cô hỏi Lục Châu xem ký ức của một người có thể ngụy tạo được không, cô phải tận mắt nhìn thấy chứng cứ. Bên này, Phương Túy cũng hỏi Tiêu Chi ký ức của con người sao nhận nhầm người này thành một người khác. Tiêu Chi tối phu nhân của anh lại chạy mất nhưng lần này thấy ngạc nhiên vì Phương Túy không chạy theo nữa, chỉ phái người âm thầm bảo vệ. Anh cho người báo tin mời hoàng hậu và thái tử đến thuyền hoa giữa hồ mẫu đơn. Minh Nguyệt hỏi thăm chuyện tối qua thì cô nói chị đánh nhau một trận. A Nguyệt tìm được cuốn sách vụ án xử tử thứ sử Na Phủ giúp cô. Trong này ghi thứ sử Na Thừa An không đồng với địch bán nước. 48 người Na gia bị xử sự toàn bộ, được chôn cất ở nghĩa địa bên ngoài kinh thành. Cô nghĩ Na Cẩm Từ đã chết từ lúc 9 tuổi. Cô liền chạy đến nghĩa địa sai người đào mộ lên. Cô nói có kẻ suốt ngày lấy chuyện sống chết ra giở trò, rõ ràng người sống đã chết mà lại tận mắt nhìn thấy người chết vẫn còn sống. Cô không tin lời nào của hắn trừ khi có chứng cứ xác đáng. Đã đào được mộ, cô nghĩ Đông Phương Túy là kẻ lừa đảo. Hoàng hậu kể cho thái tử nghe năm xưa Na Thừa An cưới muội muội dòng thứ của bổn cung, nhưng con tiện nhân đó không an phận, đã gả cho thứ sử mà không biết đủ, dám tìm cơ hội trèo lên long sàng của phụ hoàng. Tiện nhân đó sinh ra Na Cẩm Từ, đứa trẻ đó càng lớn càng giống phụ hoàng. Ông ngoại anh đã đích thân giám sát quân vì nghĩa diệt thân, giết cả Na gia. Bỗng báo hoa ngập, bà đã nhờ A Mạn phải thích khách đi ám sát nhưng anh vẫn chưa chết. Bà ngạc nhiên khi biết tên anh đã thả người nhưng thái tử lại nghĩ đây là lời tuyên chiến của hắn. Phương Túy kể với cô năm xưa cô từng nói thích xem pháo hoa, nhưng giờ cô không muốn nghe anh vì nghĩ anh đóng giả người khác. Anh không hiểu Lý Trì đã làm gì khiến cô tin tưởng đến thế. Cô cho rằng anh mới là kẻ lừa đảo, về ngoài thì rộng lượng phóng khoáng, trong lòng thì độc ác, nếu muốn cô tin trừ khi anh chết. Anh khẳng định mình lừa tất cả mọi người trong thiên hạ nhưng chưa từng được cô. Cô có từng nghĩ nếu năm xưa trong ngôi miếu hoang đó, người cùng giết người với cô thật sự là thái tử thì bao năm qua cô cần gì phải giả vờ là một quý nữ trước mặt hắn. A Nguyệt đến thăm cô, nghe nói chiến sự nơi tiền tuyến căng thẳng vậy nên hẹn cô cùng đi chùa Giao Quang cầu phúc cho quân Tạ gia. A Âm cảm thấy người Tạ gia như cô còn chưa biết tình hình, chắc có người gửi riêng cho A Nguyệt. Cô kể lại lời huynh trưởng nói đợi huynh ấy thắng trận trở về sẽ xin bệ hạ ban hôn. A Âm thấy trước cô rất thích thái tử, nhưng giờ cô nghĩ cuộc sống nó thực sự không do cô muốn. A Nguyệt thấy là quốc sư đã thay đổi suy nghĩ của cô, anh ấy khiến cô biết thích thực sự là gì. Thấy Tiêu Chi mang thuốc đến cô thắc mắc, thường ngày là quốc sư đích thân mang đến mà hôm nay không thấy hắn đâu. Cô định tìm hắn thì bị cản lại. Tiêu Chi nói hôm nay là sinh nhật mẫu thân quá cố của ngài ấy, nếu cô chọc giận sẽ khiến người ấy buồn thêm. Cô nghĩ anh sẽ đến Na Phủ ngày xưa nên chạy khắp nơi tìm anh. Hai người gặp nhau, anh đưa cô đến nơi thờ Na gia. Đây là mối thù sâu nặng giữa anh và hoàng thất. Ở đây có cây cung anh giết quốc trượng, sau này anh sẽ dùng cây cung này để khiến bọn chúng trả giá. Anh nghĩ cô sợ nên nhịp tim mới nhanh như vậy. Cô cho rằng lâu rồi mình không dương cung bắn tên nên hơi căng thẳng. Anh nhắc cô từng nói muốn làm nữ tướng quân đợi săn mùa thu, hàng năm đều đến núi Lương Vĩ dương cung săn bắn. Sau này anh dựng vũ miếu ở núi Lương Vĩ, mùa thu năm nào cũng đến chờ cô nhưng cô không đến nữa. Cô nói nhát đao phá miếu làm đôi tay tàn phế nên không thể dương cung bắn tên nữa. Ký ức cô hỗn loạn, còn không biết người mình gặp là ai. Nếu anh thật sự là người khi ấy thì chắc thất vọng về cô. Trong lòng anh cô chưa từng thay đổi. Hoàng hậu muốn chọn mối cho thái tử, sinh con sớm mới có thể ngồi vững trên ngôi vị thái tử. Không có Tạ Nhi thì còn rất nhiều người. Mấy hôm nữa là mùng 9 tháng 9, bà muốn triệu tập cử hành quần ác yến. Thấy A Âm thái tử mừng rỡ, nhưng cô thì né tránh chúc anh sớm cưới được giai nhân như ý nguyện. Cô thấy sau này đừng nên gặp mặt riêng, duyên phận giữa hai người đã hết. Nhưng từ lần đầu anh gặp cô ở Dậu Châu anh đã nghĩ kiếp này chỉ lấy mình cô. Anh thất vọng khi hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà không bằng một tháng cô ở bên Đông Phương Túy. Cô hỏi anh còn nhớ lần đầu gặp nhau ở Dậu Châu anh có nhớ mình đã gắn bên vai nào của cô. Anh suy nghĩ rồi đặt tay lên vai bên phải, hoàng hậu nương nương gọi cô đến. Thái y khám sức khỏe cho hoàng hậu, bỗng ông nhìn thấy cô thì hoảng hốt. Vì thấy chuyện này liên quan tới tính mạng cô, hoàng hậu nương nương kêu ông khám cho cô. Đúng là cô có dấu hiệu trúng độc, độc xâm nhập vào phủ tạng rất nguy hiểm, chỉ cần hạ độc thôi thúc thì lập tức lấy mạng cô. Ông đến cô bị trúng độc nửa tháng nay, đợt này hại người trong âm thầm bình thường không có cảm giác. Ông đón người sớm chiều bên cô mới có cơ hội làm chuyện này. Nghe ông nói đọc này tên tỏa hương hoàn cô liền nhớ tới lúc trước Phương Túy đã đưa cô một viên và nói viên này không có hại cho sức khỏe, chỉ tỏ mùi hương trên cơ thể. Ông sẽ về thái y viện viết một phương thuốc bôi cho cô. Sau khi cô đi thái tử bước ra, là hai mẹ con nhà này có kế hoạch. Hoàng hậu thấy anh không nở thế mà ban đầu còn hạ độc cô ấy. Bây giờ A Âm phát độc chỉ có anh có thể cứu cô ấy. Vậy thì Đông Phương Túy sẽ buông tay, A Mờ mới về bên anh được. A Âm thẫn thờ quay về, Minh Nguyệt hỏi cũng không nghe. Cô thắc mắc sao mọi người đều thêu hoa thì được biết vừa nãy Đức Công Công đã đến tuyên ý chỉ hoàng hậu nương nương, mỗi người thêu một bức. Ai chẳng biết Minh Nguyệt là người giỏi nữ công nhất. A Âm khuyên cô cẩn thận vì có thể hoàng hậu đã để mắt đến cô. Lần này cô cố tình chọn chỉ thêu ít nổi bật nhất, thêu đóa hoa bình thường nhất. A Âm không hứng thú với việc này nên rời đi. Ngoài này hoàng thượng nhìn thấy Minh Nguyệt thì rất thích. Ông nói với cha cô sau này sẽ có cuộc sống tươi đẹp. Hoàng hậu và thái tử đã chuẩn bị thích khách ám sát phụ hoàng. Hành động trong hôm nay nhất quyết phải thành công. Thích khách xuất hiện nếu mọi người bỏ chạy, thái tử giả vờ ra bảo vệ phụ hoàng nhưng cũng bị đánh ngã. AM chuẩn bị gặp thì gọi tên Đông Phương Túy, anh liền xuất hiện đánh ngã tên thích khách. Hoàng thượng có vẻ quan tâm thái tử hơn. Còn Phương Túy rất vui khi cô gặp nguy hiểm biết gọi tên anh, dặn dò cô sau này có gặp chuyện gì cũng có anh ở bên. Nhìn thấy hai người, thái tử thảy xuống một túi độc khiến AM ngất xỉu. A Âm đã được đưa về chăm sóc, Tiêu Chi đến báo thái tử đến tìm anh cảm ơn. Chuyện lúc trước anh còn chưa tính sổ với hắn, hắn tự gọi thích khách đến muốn làm khổ nhục kế. Tiêu Chi hắn có thuốc giải nên anh mới đi. Lý Trì nghe nói từ sau quần ác Yến quốc sư phu nhân hôn mê nhiều ngày không tỉnh, nên anh đặc biệt đem thuốc đến. Khắp thiên hạ chỉ có hoàng gia có năng lực dùng danh y trong thiên hạ bảo vệ tính mạng người khác. Nếu quốc sư chịu hòa ly với lệnh phu nhân trả cô ấy lại cho anh nhất định sẽ dốc hết sức của Đông Cung cứu cô ấy. Phương Túy bật cười, A Âm không phải đồ vật, với lại cô ấy không bị bệnh mà là trúng độc. Lý Trì tuyên bố ngoại trừ anh không ai có thể cứu cô ấy. Phương Túy dõng dạc tuyên bố phu nhân của anh nhất định sẽ không để cô ấy lâm nguy hiểm. Anh không ngờ phủ này không có cô ồn ào đánh đấm lại yên tĩnh đến vậy, không ngờ vừa hay đọc này có thể chữa khỏi bệnh cho cô, anh mong cô sẽ mau chóng khỏe lại. Bên này khẩu dụ của bệ hạ truyền tới nữ nhi Khương Thị An phận thủ thường, hoàng thượng rất thích phong làm thượng y nữ quan trong cung. Minh Nguyệt không đồng ý cầu xin cha cô có thể sẵn lòng ở nhà hầu hạ cha mẹ cả đời không muốn lấy chồng. Nhưng cha cô muốn cô vào cung hầu hạ hoàng thượng san sẻ với cha, mới là làm tròn lòng hiếu thảo và nữ đức. Cô kêu Ngân Dung tìm A Âm cứu mình. Thấy cô vẫn cương quyết chống lại ông liền đánh cô. Hoàng thượng đã buông lời vàng ý ngọc không cô làm nữ quan, dù cô có chết thì cha cũng phải khiêng quan tài cô vào cung. Ngân Dung cầu xin nội giám giúp Minh Nguyệt thì bị ông xô đập đầu. Tạ Thính Hàn bỗng nghe nhói trong tim, và giây sau anh bị quân địch tấn công. Bị nhốt trong căn phòng tối tăm, Minh Nguyệt chỉ nhớ đến anh. Bên này Thính Hàn đang cố cầm cự vì vết thương rất nặng. Anh nói với mẹ mình Khương Minh Nguyệt là người vợ anh nhận định kiếp này. Cha anh hứa sẽ đưa anh về kinh dưỡng thương, mang theo hôn thư đến Khương gia hỏi cưới. Hôm nay là ngày 16, ngày Phương Túy phát độc hạ khô chi tẫn. Anh sẽ lấy máu của mình hóa giải độc tính trong người A Âm. Từ nay về sau cô không còn bị ràng buộc nữa. Cô đã tỉnh dậy thì biết hôm nay là ngày anh phát độc. Cô vội chạy đến tìm anh, nhìn thấy cô tưởng anh rất vui. Cô hỏi anh tỏa hương hoàn có độc không, chỉ cần đích thân anh nói cô sẽ tin. Anh trả lời không có độc, nếu cô tin anh thì hôm nay đã không chất vấn. Anh đã nói có tình nghĩa với cô cả nghìn lần sao không thể đổi được tình cảm chân thành của cô. Cô không hề có trái tim, không biết lý trí đã làm gì mà cô lại tin hắn đến thế. Anh cho cô biết độc trên người cô là do hắn bỏ. Nếu cô tin thì hãy uống hết chén rượu thạch lựu này rồi quay về nghỉ ngơi, sau này không được gặp Lý Trì nữa. Còn không tin thì hãy đâm chết anh. Cô khó hiểu mắng anh, chắc hôm nay anh phát độc khó chịu nên cô không tranh cãi nữa. Khi nào anh khỏe lại thì hãy nói việc này. Phương Túy tức đến ra máu, cuối cùng mọi sự hy sinh của anh lại đổi được sự không đành lòng của cô ấy. Cô đang đi thì Tiêu Chi muốn nói cho cô một sự thật. Chủ thượng không cho phép ai nói anh nói cô biết nhưng anh không thể đứng nhìn hai người giày vò lẫn nhau. Anh đưa cô vào phòng thuốc, cầm lên chén máu của Phương Túy. Anh kể lúc hai người gặp nhau, chủ thượng đã nhìn ra được độc của cô đã ngấm vào nội tạng. Chỉ là hai người gặp nhau không đúng lúc nên cô không tin tưởng ngài ấy. Ngày ấy làm ép cô về phủ bất chấp mong muốn cá nhân của cô để giải độc cho cô. Thuốc mà cô uống mỗi ngày đều được luyện chế từ máu tươi của anh ta. Tiêu Chi thấy cánh tay trái của anh ấy không còn chỗ nào để cưa thêm nữa. Cô thắc mắc tại sao anh ta lại hy sinh thầm lặng thì anh nói cho thêm. Anh ta có khuyết điểm tình cảm, sợ nói cho cô biết là đòi báo đáp. Sợ cô bị ân tình chi phối lựa chọn sẽ thiệt thòi cho cô. Cũng không muốn cô quan tâm đến cảm nhận, thậm chí là chuyện sống chết của anh ấy. Hôm nay vì cứu cô mà sẵn sàng rút cạn máu, chẳng khác nào lấy mạng đổi mạng. Cô nhớ lại những gì anh làm cho mình không kìm được cảm xúc. Liền vội vàng chạy tới tìm anh tưởng cô đã lựa chọn giết anh nên đành lòng chấp nhận. Cô nhìn cánh tay đầy vết thương của anh thì bật khóc, lấy chén thuốc uống. Anh hỏi cô đã nghĩ kỹ chưa, nếu cô còn tiến thêm một bước nữa thì anh tuyệt đối sẽ không buông cô ra. Cô liền chấp nhận tiến lại hôn anh. Bên này, hoàng thượng nói có bao nhiêu quý nữ trong quân ác yến mà ông vẫn chọn Minh Nguyệt. Ông đã chịu đựng đủ sự độc đoán ngang ngược của hoàng hậu và đấu đá tranh sủng, tính toán thiệt hơn của phi tần hậu cung. Chỉ có cô là hài hòa không tranh giành, ông vô cùng thích. Cô cố đẩy ông ra thì ông tức giận, cô đã vào cung thì chính là nữ nhân của ông. Nếu còn suy nghĩ tới Tạ Thính Hàn thì ông sẽ khiến cô sống không bằng chết. Ông lấy cái chết của Thính Hàn ra đe dọa, vì giữ tính mạng của anh ta nên cô đành chấp nhận làm nữ nhân. Cô làm rớt chiếc châm anh tặng xuống đất, chiếc châm này là anh điêu khắc từ cây gai biên giới cho cô. Đây cũng là một lời hứa hẹn, anh muốn làm phu thê kết tóc với cô. Anh sẽ đưa cô rời khỏi tòa phủ, đưa cô đến biên giới ngắm vầng trăng đẹp nhất trên thế gian. Tiêu Chi đến bắt mạch cho anh theo lời dặn dò của phu nhân. Nghe A Âm đến nhà cũ của Na gia dâng hương kính trà thứ sử và lão phu nhân. Anh liền cười thầm, Tiêu Chi nhắc nhở nếu anh muốn cười thì cứ cười, chúc mừng chủ thượng được như ý nguyện. Tiêu Chi bắt mạch cho anh thì phát hiện độc dường như có xu hướng lan rộng. Tình huống này mới xuất hiện lần đầu tiên, lẽ nào là tình cảm. Tiêu Chi hỏi anh có phải mỗi lần khó chịu đều là sau khi ở cùng phu nhân. Trước đây anh cũng cùng cô ấy sớm tối nhưng Tiêu Chi khẳng định không giống nhau. Trước đây cô ấy đối xử khác hơn bây giờ. Nếu độc tính lan rộng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Anh cho rằng là hoang đường nên bỏ đi. A Âm nhìn thấy anh mừng rỡ chạy đến. Anh sợ cô bị ốm nữa nhưng cô nói anh đang bị thương nên lo cho chính mình thì hơn. Hai người rất vui vẻ hạnh phúc với nhau. Hai người nắm tay nhau bước vào bái lại tổ tiên. Như vậy mới tính là đã thực sự thành thân. Tạ Vãn Âm của Tạ thị nay gia nhập gia phả Na thị. Từ nay trở đi cô chính là thê tử của anh. Hai người làm theo tục khi kết hôn của Đại Vũ. Phu thê thành thân phải tặng đai ngọc và châm cài tóc cho nhau để được đồng lòng, bên nhau đến già. Cô đeo đai ngọc còn anh cài châm cho cô, hứa hẹn cùng nắm tay bên nhau đến già. Rồi hai người cùng uống rượu ngắm trăng, cô biết anh gặp nạn từ nhỏ không còn người thân. Nên khi thành thân cũng nên thưa chuyện với người đã khuất để bọn họ vui lòng. Cô nhớ hôm đó anh còn đứng dưới mưa che ô, cô nghĩ lúc nhỏ nếu anh không phải trải qua tai họa đó, thì anh sẽ lớn lên trong một gia tộc hiển hách, trở thành công tử thế gia nổi bật nhất An Đô. Lúc đó có thể nghe lời cha mẹ nhờ người mai mối, tặng sính lễ cầu hôn cô. Có lẽ anh sẽ trở thành bạn của ca ca cô, cùng nhau luyện kiếm, nói chuyện. Nhưng tất cả chuyện đó sẽ không có được, anh kể mẫu thân mình là con gái dòng thứ của quốc trượng. Hoàng hậu là tỷ tỷ của mẫu thân anh, dù có làm lại ngàn lần, vạn lần thì Na gia cũng không có cơ hội sống sót. Bởi vì anh không phải con trai của Na Thừa An mà là nghiệt chủng của hoàng đế. Năm đó hoàng hậu không có con, bà ta bỏ thuốc rồi đưa mẹ anh vào cung để sinh hạ hoàng tử cho bà ta, để tranh giành ngôi vị thái tử. Nhưng không ngờ bà ta cũng mang thai. Năm thiên diễn thứ 14 anh được sinh ra đời, vì người anh có độc nên mọi người gọi là quái vật. Một năm sau hoàng hậu cũng sinh ra được Lý Trì, người như anh không còn giá trị lợi dụng. Mẫu thân tưởng rằng chỉ cần che giấu chuyện anh là con riêng của hoàng đế thì hoàng hậu sẽ tha. Nhưng vì anh mà hoàng hậu và quốc trượng vẫn giết cả nhà Na gia. Mẹ anh kêu anh trốn trong một chiếc thùng nói rằng sẽ chơi một trò chơi. Người hầu trung thành của Na gia dùng con của mình đóng giả là anh để cứu sống anh. Thấy anh buồn tủi cô liền an ủi. Na gia của anh đời đời tài hoa, mẫu thân đã dùng tính mạng bảo vệ anh thì anh đã hơn bất cứ công tử thế gia nào trên đời. Chúng độc không phải lỗi của anh cũng không thể lựa chọn dòng máu. Bên này, hoàng hậu đang trách tội Minh Nguyệt. Cô bị oan không hề đến gần chén trà hoàng thượng ngự ban. Nhưng không một ai dám làm chính cho cô. Bà bắt cô quỳ lên những vụn bể khiến cô đau đớn. Còn cho người vào miệng 30 cái, bà sẽ khiến gương mặt mày sưng lên để xem hoàng thượng nhìn cô kiểu gì. Cô chịu hết nổi nên ngất xỉu. Bà cho thái y bắt mạch thì phát hiện cô đã mang long thai được hơn 1 tháng. Tạ Thính Hàn muốn về An Đô vì thê tử chưa cưới, dù là núi đao biển lửa anh cũng phải đi. Minh Nguyệt đang ngắm trăng, nhớ lại lúc trước Minh Nguyệt đang ngắm trăng thì bắt gặp Tạ Thính Hàn. Lúc này cô chưa biết anh, tưởng là kẻ xấu định la lên. Anh chặn miệng cô giới thiệu mình là con trai trưởng của Tạ gia ở Dậu Châu. Anh vừa trở về An Đô nghe nói Minh Nguyệt của Khương phủ là thắng cảnh của An Đô nên đến xem thử. Cô mắng anh là tên ngông cuồng vô liêm sỉ, anh giải thích mình chỉ đến ngắm trăng. Anh thắc mắc đêm hôm cô không đi ngủ mà ra đây thì nói mình đến đây để phạt đứng. Phu tử khen cô làm văn hay, mừng quá nên cô kể chuyện này cho phụ thân nghe. Phụ thân nói trăng tròn rồi sẽ khuyết, thể hiện tốt là điều nên làm nhưng vui mừng thì không nên. Anh bên cô nói xấu phụ thân thì bị cô mắng là người thô lỗ. Anh khoe mình là quán quân hầu được thánh thượng đích thân phong, là vị tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Vũ. Kể từ đó hai người quen biết và có tình cảm với nhau. Thấy cô đang khóc hoàng thượng liền nghi ngờ cô nhớ người cũ. Mỗi khi ở bên ông lúc nào cô cũng đau khổ. A Âm vui vẻ đến tìm Minh Nguyệt, lúc này Ngụy Công Công đến báo tiểu thư mang thai rồng được bệ hạ ban ơn sắc phong làm lệ tần. Nghe vậy cô rất ngạc nhiên, nhanh chóng báo tin cho huynh trưởng cô biết. Thính Hàn ở một nơi khác đang rất vui vì sắp về được hỏi cưới Minh Nguyệt. Bỗng nhiên lần trước có rất nhiều người ném tiền mừng nên dừng lại chờ. Người đi cùng anh nhặt được tiền liền chia cho anh lấy may, đây là tiền mừng của hoàng thượng. Anh thắc mắc hỏi sao hoàng thượng lại đột ngột sắc phong phi tần. Thì anh ta trả lời lúc trước thánh thượng gọi hơn 10 tú nữ vào cung, chỉ có lệ tần này có mang. Nghe nói còn là con gái của quan lớn Khương Đình Úy. Anh bất ngờ hỏi kỹ lại thì nhận ra đó là Minh Nguyệt không chịu được mà ngất xỉu. Anh tỉnh vậy liền hỏi A Âm, cô cũng trả lời A Nguyệt đã vào cung. Anh định lấy kiếm vào cung cứu A Nguyệt thì bị cản lại. Giờ anh mang kiếm vào cung, bắt cóc phi tần thì sẽ nhận hậu quả. Không những vậy còn ảnh hưởng đến A Nguyệt. Nhưng nếu cô ấy hạnh phúc mỹ mãn thì anh sẽ chúc phúc. Còn cô ấy bị ép buộc thì lòng anh đau như dao cắt. Chỉ muốn xông thẳng vào cung giết sạch bọn chúng. Nếu có thể đổi tự do cho cô ấy thì anh chết cũng không có hề gì. Phương Túy nói Trảm Ngọc Các có gián điệp trong cung, việc xông vào cung cướp người không hề khó. Chỉ cần đợi thời cơ anh sẽ đổi người ra, đổi một gương mặt khác. Từ đó hai người có thể cùng nhau trấn giữ biên ải, có anh ở đây thì không ai dám động vào Tạ gia hết. A Âm sẽ tìm cơ hội vào cung nói những điều này cho A Nguyệt biết. Cô tới tìm A Nguyệt thông báo huynh trưởng mình đã về, nghe vậy cô rất mừng còn hỏi thăm anh. A Âm nói kế hoạch thì cô không đồng ý vì quá mạo hiểm. Nhưng mọi người không thể trơ mắt nhìn cô bị giam cầm trong thâm cung này đến chết. A Âm đảm bảo với cô nhất định sẽ không sai sót, tuyệt đối an toàn. Chỉ cần cô trốn khỏi An Đô, chưa nói hết câu cô đã chặn miệng. Cô thấy mình và Thính Hàn không còn khả năng, vì cô đang mang thai con của lão hoàng đế, mặc dù huynh ấy không để tâm nhưng cô để tâm. Cô phải làm lệ tần, xin hạ hoàng tử thì mới có thể bình an. Cô đã chấp nhận số phận này từ lâu nhưng mọi người thì không chấp nhận. A Âm quyết không cho phép cô từ bỏ cuộc đời mình. Khuyên như thế mà cô vẫn không đồng ý, chẳng lẽ chỉ khi lấy Thính Hàn thì cuộc đời cô mới có ý nghĩa? Chẳng lẽ cô không thể thay lòng? Cô thấy trước đây A Âm cũng căm hận quốc sư, muốn giết ngày ấy mới hả dạ, nhưng giờ cũng thay đổi. Rồi cô lấy cây châm Thính Hàn tặng bẻ gãy nó. Cô nói mình giờ đã được phong tần, còn mang long thai. Bệ hạ hứa với cô chỉ cần xin ra long tử sẽ được phong làm quý phi, sau này hưởng phước nhờ con, đứng đầu hậu cung. Cô nhờ A Âm chuyển lời đến lệnh huynh, chúc huynh ấy sớm tìm được gia nhân. A Âm rất thất vọng về cô, đáng ra không nên vội vàng chạy đến, suýt nữa thì làm hỏng cuộc đời vinh sủng của lệ tần nương nương. Chúc mẹ con cô bình an rồi liền chạy về. Cô như gục ngã vì đã hết cách, làm như vậy thì mọi người sẽ không gặp nguy hiểm. Cầm cây châm đã gãy mà A Âm đem về. Anh rất đau lòng nhưng tin A Nguyệt không phải người như vậy. Là cô ấy đã nói dối, cô ấy ghét nhất là sống giữa bốn bức tường. Ai cũng biết điều đó, nhưng A Âm nghĩ lòng người có thể thay đổi. Cô ấy cũng có tính toán riêng, nếu mọi người thật lòng muốn tốt cho cô ấy, thì nên tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy thay lòng thật thì anh lập tức rời đi. Phương Túy biết mùng 8 tháng sau, các phi tần sẽ tự mình đi đến núi Lương Vĩ lễ chạp. Thính Hàn nghe được đó là cơ hội tốt nhất để anh cứu cô ấy. A Âm hỏi anh nếu có ngày nào đó cô bị bắt vào cung thì anh sẽ làm gì? Anh nói nếu có ngày đó thì là núi đao biển lửa, địa ngục vô gián anh cũng sẽ xông vào. Thính Hàn để lại lá thư, anh sẽ đi cứu A Nguyệt. Nếu hôm nay thành công xin nhờ quốc sư che chở toàn thể Tạ gia chu toàn. Còn nếu không thành cũng sẽ một mình gánh chịu tất cả tội lỗi. Thấy anh đến cô rất xúc động, anh thư cầu hôn cho cô. Nguyện bên nhau răng long đầu bạc trăm năm hạnh phúc. Anh xin lỗi cô vì đã về muộn, nhưng tất cả vẫn chưa quá muộn. Chỉ cần cô đồng ý anh có thể từ bỏ tất cả đưa cô cao chạy xa bay. Rồi nắm tay cô chạy đi, vì có việc bận nên Phương Túy cho người bảo vệ cô khi ra ngoài. A Âm nghĩ nơi này là An Đô, chẳng lẽ có kẻ xấu dám hành hung ngay giữa đường phố. Bỗng cô nhìn thấy một cô bé đang xin ăn nên nhờ Tiêu Chi mua chút đồ ăn. Cô bé nói thánh thượng muốn xây một đạo quán chọc trời, muốn bắt đồng nữ để tế trời. Cô lại gần nghe kỹ hơn thì bị cô bé chụp thuốc. Bên này Thính Hàn cũng bị hoàng thượng chặn lại, ông liền cho nghịch tặc bắt lấy hai người. Hoàng thượng lấy cung bắn anh khiến A Nguyệt hốt hoảng, cô cầu xin hoàng thượng tha cho anh. Nhưng cô càng hết lòng bao che cho hắn thì ông càng muốn hắn chết. Phương Túy đến kịp lúc giúp hai người, anh nói với hoàng thượng chuyện này e là có hiểu lầm. Khi nãy anh đang đánh cờ với Tạ tiểu tướng quân thì nghe thấy một tiếng hổ gầm. Trong rừng núi Lương Vĩ có hổ dữ cho nên anh và Thính Hàn chia nhau đến đây bảo vệ thành giá. Bỗng nhiên con hổ mà anh nuôi đứng trên gầm lên khiến hoàng thượng sợ hãi. Anh nói thêm đêm qua mình quan sát hiện tượng, long thai trong bụng nữ tự họ Khương mệnh cách cao quý, có thể nối dõi. Còn nếu ông giết Thính Hàn sẽ bất lại cho quốc vận. Nghe vậy ông cho người đưa cô về cung, cấm bước ra khỏi cung nửa bước. Còn về phần Thính Hàn ông cách chức anh đầy làm nô lệ. Đến Tuyên Đức môn gác cổng sám hối, Tiêu Chi chạy lại báo phu nhân bị đưa đi. Anh liền chạy về hỏi Tiêu Chi. Tiêu Chi nói đã tra rõ ra là thái tử bắt phu nhân. Thái tử bày thiên la địa võng ở phủ thái tử, e là muốn anh tự chui đầu vào lưới. A Âm tỉnh dậy đã bị trói, không ngờ Lý Trì lại hèn hạ như vậy, đến một đứa trẻ con anh ta cũng giết. Cô rất thất vọng về anh còn không xứng làm người huống chi là vị trí Đông Cung muôn người bái lại. Thấy thái độ của cô anh không hề thích, quay về Đông Cung thì phải tuân theo phép tắc. Anh muốn nối lại quan hệ với cô, cứu cô từ tay Na Cẩm Từ. Cô cắn vào tay khiến anh tức giận tán cô. Anh hại đọc cô, chỉ trách mình mù mắt mê muội, bị một tên điên lừa gạt lâu như vậy. Anh nói Na Cẩm Từ chính xác là loại con hoang, quái vật bị hàn độc cuốn thân. Anh cho gần hai người mới là thanh mai trúc mã tinh đầu ý hợp, hai người vốn có thể hòa hợp hạnh phúc. Nhưng với cô bây giờ rất căm hận anh vì đã bắt cô sống trong sự chèn ép và khống chế. Cho dù không có Phương Túy thì cũng sẽ có một ngày cô phát hiện ra chân tướng, vạch trần bộ mặt thật của anh. Anh phát điên vì những lời cô nói, vốn ngay từ đầu anh chỉ muốn bên cạnh cô. Nếu cô đang đợi Na Cẩm Từ đến cứu thì anh cũng đang mong hắn tới. Anh muốn hắn tận mắt thấy hai người ân ái hạnh phúc, sau đó cô sẽ đích thân giết hắn. Anh ta khiến cô ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì. Anh giả vờ kể đều tại tên giặc Đông Phương Túy đáng chết. Cô vốn là viên ngọc quý của Tạ Quốc Công, còn hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Được định hôn ước năm 15 tuổi, tháng 7 năm nay đã tổ chức hôn lễ ở Vũ Miếu núi Lương Vĩ. Sau đó cô bị tên giặc Đông Phương Túy bắt đi đằng đẵng nửa năm. Anh đã nghĩ nhiều cách mới đón cô về phủ được. Nhất định là tên giặc kia đã làm nhục cô nên mới đau lòng mà mất trí nhớ. Trên giặc đó lòng lang dạ sói, nịnh trên lừa dưới, lười được bệ hạ yêu ái. Anh kể những điều không có thật về Phương Túy nhưng cô không nhớ gì. Anh đúc thuốc cho cô, nhưng cô lại có cảm giác xa lại. Cô lạnh nhạt với anh vì chưa khôi phục ký ức nên có chút không quen. Anh choàng cho cô chiếc áo có mùi kỳ lạ, nói cô là thái tử phi duy nhất của anh, đời đời kiếp kiếp anh sẽ yêu thương và hết lòng bảo vệ cô. Cô thắc mắc vừa nãy anh nói cô đã gả cho tên Phương Túy thì sao làm thái tử phi được. Anh cho đời này mình chỉ yêu cô, chỉ là cô đã bị tên giặc kia vấy bẩn nên đau đớn, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt đợi anh đến cứu. Trong mắt anh ngọc trắng có tì vết thì vẫn là số một trên đời. Anh bảo cô hãy sinh cho mình một đứa con để trở thành thái tử phi danh chứng ngôn thuận của anh. Cô bị mê hoặc lời nói của anh, bỗng nhiên có người thông báo Phương Túy đến. Anh chưa biết cô bị mất trí nên nói cô đánh phía sau còn anh lo ở trước. A Âm cảm thấy tất cả không đúng, mất trí nhớ nhưng tính tình sẽ không thay đổi. Nếu cô thật sự có tình cảm với thái tử thì sao lại khúc mắc với chuyện trong trắng trong quá khứ. Rồi anh đưa cô con dao, anh đánh hết những người đó. Bỗng nhiên cô rút dao chỉ vào người anh nghĩ cô giận vì anh đến muộn. Cô nói mình đã nghe thái tử kể về tội ác tày trời, anh đã ép cưới cô. Anh biết hắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ này mà không chán. Cô hỏi anh liều chết vào cung, cướp cô ra khỏi phủ thái tử có mục đích gì. Anh nhắc lại mình đã hứa sẽ không bỏ rơi cô, dù là địa ngục vô gián anh cũng sẽ xông vào đưa cô ra ngoài. Bỗng nhiên đầu cô lại đau, Lý Trì hại cô trí nhớ hỗn loạn, nhưng trong thời khắc nguy hiểm cô vẫn chọn tin tưởng anh rất vui. Cô nói mình không tin lời hắn, cũng không tin lời anh, cô phải đích đi tự tìm ký ức. Cô đang đứng ở phủ quốc sư, nhà của hai người. Tiêu Chi ra lấy hôn thư và con dao cô đã ám sát Phương Túy vào đêm đại hôn. Còn kịch độc để bôi lên lưỡi dao, bình rượu thạch lựu đã bỏ tình dược. Cô thắc mắc sao mình lại cho anh uống loại thuốc này làm gì? Nếu hai người đã thành hôn tại sao lại muốn giết anh? Anh nói cô và Lý Trì sớm có hôn ước, anh đã ép cưới cô. Anh thật lòng với cô nên chưa từng nghĩ sẽ làm nhục cô. Tiên tri nói thêm giúp nhưng bị anh đuổi đi. Anh hỏi nhỏ A Âm bị mất trí nhớ còn tổn thương chỗ nào khác không? Vì anh không dành chuyện này nên phải tìm đến Nhược Lam bà. Cô hỏi sau khi viết anh không thành thì đã xảy ra chuyện gì? Anh nói sau đó cô đã phải lòng anh nhưng cô chưa tin lắm. Anh chính là người xấu không chúc phong độ, thích ép buộc người khác. Cũng không quan tâm đến lễ nghĩa liêm sỉ, quy củ mực thước gì cả. Cô đã từng yêu một người như vậy. Nghe những lời này cô đã nhớ ra những hình ảnh mờ nhạt của hai người. Anh hỏi thì cô không thừa nhận mình đã nhớ. Nhưng so với loại người khoe khoang dối trá như Lý Trì, thì kiểu người xấu thẳng thắn như anh mới đúng gu cô. Anh đưa cô đến giờ Nhược Lam bà giúp, nhưng cũng không tra ra được. Anh kể đây là làm mất trí thứ hai, lần này là bị mất trí nhớ hoàn toàn. Lần trước là một phần ký ức bị người khác thay thế. Bà hỏi như cô chẳng nhớ gì, anh nhớ hồi cô còn nhỏ trên mặt từng có một nốt ruồi son. Bà đã biết đây là một loại bí thuật Nam Cương, dùng châm độc để khóa kín, thậm chí thay đổi ký ức của con người. Thuật này vô cùng nguy hiểm, lần đầu khiến máu không về kinh mạch ký ức rối loạn, lần hai là mất trí nhớ. Nếu có lần thứ ba người đó hoàn toàn sẽ trở nên ngốc nghếch. Nghe những lời này cô có chút sợ hãi. Anh liền hỏi cách giải thuật này, đầu tiên cầm hút châm độc ra, sau đó châm cứu điều chỉnh huyết mạch. Anh giúp cô hút châm độc ra, A Âm đã nhớ ra ký ức lúc nhỏ liền ôm anh. Bà khuyên anh nên lo cho bản thân mình, anh trúng hạ khô chi tẫn vốn nên hạn chế tình cảm. Bây giờ bên cạnh cô ấy tình ý càng sâu đậm thì độc tính càng nặng. Khi phát tác sẽ càng đau, cứ tiếp tục phóng túng thế này thì cũng sẽ có ngày hoàn toàn bộc phát không có cách cứu vãn. Anh không cho bà nói với A Âm, bên này hoàng hậu tức giận vì Phương Túy dám xông vào phủ thái tử. Còn làm Lý Trì bị thương nặng, bà định đi tìm hoàng thượng dẫn binh tiêu diệt phủ quốc sư. Nhưng bị anh cản lại vì anh đã bắt cóc A Âm trước. Bây giờ A Âm đã quay về, nếu cô ấy nhớ ra tất cả thì chẳng phải anh đã thả hổ về rừng. Hai người sợ luôn là phụ hoàng, là hoàng quyền. Nếu anh đăng cơ làm vua thì Na Cẩm Từ, Tạ Vãn Âm, Khương Minh Nguyệt gì đó. Tất cả tâm bệnh của bà đều có thuốc chữa khỏi. Anh đem áo choàng cho cô, bà đã nói cô cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong 3 tháng. Ra ngoài hóng gió lỡ để lại di chứng sẽ biến thành kẻ ngốc. Cô không một chút lo lắng, biến thành kẻ ngốc thì càng hay. Vậy thì anh có thể đưa cô đến tái ngoại, cùng nhau uống rượu, ca hát và ngắm trăng. Vừa treo lồng đèn lên tuyết cũng đã rơi. Cô nhớ lúc trước tuyết rơi rất dày, anh lại sốt cao ở trong miếu đổ nát, cô đã đi trộm thuốc cho anh. Sau đó người nhà tìm được cô, nhưng khi trở về ngôi miếu đổ nát thì không thấy anh đâu nữa. Cô nhớ có một năm mình cùng huynh trưởng chơi ném tuyết nhưng không đấu lại nên ngồi khóc trong sanh. Sau đó huynh ấy hốt hoảng kêu cha mẹ tới giúp cô vo tuyết ném. Đối với cô huynh trưởng là ca ca tốt nhất trên đời. Anh hứa với cô đợi làm xong chuyện này thì huynh trưởng của cô và Khương Minh Nguyệt đều sẽ được toại nguyện. Rồi cô chạy lấy rượu thạch lựu để cùng anh uống và ngắm trăng. Bỗng nhiên độc trong người anh xuất hiện. Cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày hoàn toàn bộc phát, không có cách cứu vãn. Những người gác cổng ở đây từng nghe Thính Hàn chính là tiểu tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Tạ gia. 16 tuổi đã được phong hầu, giờ cũng phải đứng đây canh cổng. Phương Túy thấy tướng mạo các người ấn đường vừa đen vừa đỏ, chắc hẳn trong số mệnh có hỏa sát. Canh gác cổng cung đúng là không thỏa đáng nên đầy tới hồ chứa nước ở Nam Cương trong coi hoàng lãng. Hai người liền cầu xin, Thính Hàn cũng bỏ qua cho hai người. Anh ở đây có thể bảo vệ Minh Nguyệt, biết cô ấy sống tốt anh đã yên tâm. Tiệc mừng năm mới đã đến, hoàng đế kêu mọi người cứ tự nhiên. A Âm nhìn thấy sắc mặt A Nguyệt rất tốt, nghĩ là hoàng đế cũng không bạc đãi cô ấy. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của hai người họ. Ông khen A Nguyệt hôm nay thoa son đẹp, che đi dung nhan ốm yếu tiểu tụy khiến ông thấy đỡ mất ngon. Hôm nay ăn xong trong cung sẽ bắn pháo hoa, tâm trạng ông khá tốt nên hai người sẽ cùng đi dạo quanh cung. Anh nghĩ nên tới Tuyên Đức Môn, mặc dù cô không muốn nhưng cũng tỏ ra nghe theo ông. Nhìn thấy Thính Hàn cô rất đau lòng, vì cô đang mang thai, hành động bất tiện sẽ không tốt. Ông kêu Thính Hàn lại quỳ xuống hầu hạ, anh liền đi lại quỳ xuống trước mặt cô. Cô không nỡ nhưng lệnh của hoàng đế nên không dám cãi. Bước lên lưng anh rồi đi cùng hoàng đế, về phòng cô đốt hôn thư mà Thính Hàn đưa. A Âm đang tập may vá, Phương Túy tưởng phu nhân mình đang theo lưới đánh cá. Nhà cô ba đời võ tướng, cô không thành thạo nữ công gia chánh là chuyện bình thường. Anh thấy phủ quốc sư không thiếu y phục nên cô không cần làm. Nhưng A Âm muốn tự tay may cho anh một bộ áo xuân. Anh quyết định làm giúp cô. Nếu anh đảm đang như thế thì may giúp cô một bộ áo xuân. Cô định đi chọn vải nhưng anh giữ lại. Mỗi năm sau này anh hứa sẽ may áo xuân cho cô. Người hầu cô tới báo trong cung truyền tin, Minh Nguyệt đã chết, vùi thây nơi biển lửa một xác hai mạng. A Âm hốt hoảng định vào cung nhưng Phương Túy đưa cô đến một nơi. Anh khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý, có thể cô ấy không trụ được lâu. Minh Nguyệt lâu bị cháy không rõ nguyên nhân, Khương tiểu thư kinh hãi quá độ suýt thì sinh non. Hàn độc trong thai nhi đã xâm nhập vào cơ thể mẹ. Con của cô ấy có hàn độc là do lão hoàng đế đã uống quá nhiều đan dược tích tụ nhiều năm. A Nguyệt có chuyện trước giờ chưa nói, thật ra cô rất ngưỡng mộ A Âm vì có tình yêu thương của cha mẹ, có huynh trưởng che chở. Thấy cô sắp không chịu được, A Âm rất đau lòng. Cô nói cả đời mình chưa từng làm chuyện xấu, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. A Âm khuyên cô ráng đợi, huynh trưởng đang trên đường tới đây. Thấy cô sắp chịu không được, A Âm cầu xin bà hãy cứu cô ấy. Cô ấy mới 19 tuổi, cuộc đời chỉ mới vừa bắt đầu. Nhưng độc tố Hạ Khô Chi Tẫn đã xâm nhập vào cơ thể mẹ, đứa bé may ra còn có thể sống, nhưng mẹ thì thần tiên cũng khó cứu. Phương Túy có thể dùng nội lực để duy trì tính mạng cho cô ấy một khắc, để đứa bé chào đời. Nhưng nội lực kích hoạt cơ thể cô ấy sẽ đau đớn tột cùng. A Nguyệt mong cô bảo vệ đứa bé giúp mình, cô chưa từng sống vì bản thân một lần nào. Nhưng giờ đã có đứa bé này, nó là sự tiếp nối sinh mệnh của cô. Bà kêu Phương Túy ra ngoài, rồi đưa A Âm con dao. Mặc dù không nỡ làm vậy nhưng A Nguyệt đã cầu xin, cô bắt buộc phải lấy đứa bé ra. A Nguyệt nói cô không muốn chết, cô không đi xem ánh trăng ở tái ngoại được. Nếu A Âm có cơ hội thì thay cô đi xem. Cô nói được vài câu thì đã rời xa cõi đời. Thính Hàn đã tới nhưng không kịp nữa rồi, vừa tới cửa đã nghe tiếng la của A Âm. Anh như muốn gục ngã, cố gắng bước vào với cô. Anh đau lòng cầu xin cô hãy mở mắt nhìn mình trong vô vọng. Anh muốn biết rốt cuộc ai đã hại chết Tiểu Nguyệt. Phương Túy nói Minh Nguyệt lâu bị cháy, người của anh đã liều chết đưa cô ấy ra. Là tai nạn hay có người cố ý gây ra thì đợi anh điều tra rõ sẽ biết. Thính Hàn tức giận, nếu họ hại chết A Nguyệt anh sẽ không tha. Anh muốn tất cả người trong hoàng cung đó chôn cùng A Nguyệt. Ngự thiện phòng truyền tin tới, hoàng đế đã ban ngày không ăn gì. Lý Trì nghe vậy thì vui trong lòng, có để hắn đi hay không thì anh hãy đưa ra chỉ thị. Anh đồng ý cho hắn về, sau này Na Cẩm Từ nhận tội tử hình, còn mong Tạ gia cố gắng chống. Nhưng gần đây hoàng đế bị ốm, Thính Hàn chuẩn bị tới biên quan, nó là sự tiếp nối sinh mệnh của A Nguyệt thì không có lý do gì mà ông ta hại cô ấy. Phương Túy đưa anh biết hoàng đế chỉ từng thưởng Long Diên Hương cho mỗi tháng tới lúc phát tác là tan thuốc trong nước ấm rồi đút cho nó uống. Cô nghĩ cái chết của A Nguyệt không là ngoài ý muốn, từ hôm nay phải đòi lại công bằng cho máu ấy. Anh nhớ khi người của Trảm Ngọc Các đón cô ấy về thì nói trên người cô ấy có mùi Long Diên Hương. Anh tới bắt người của quân phòng thủ kinh thành, thấy ông ta làm loạn còn kêu ngụy tướng quân giúp. Anh chỉ tuân theo mệnh trời, phụng ý chỉ của bệ hạ, diệt trừ cái ác, bắt vài kẻ xấu xa, lẽ nào còn phải bẩm báo với người không liên quan như ngụy tướng quân. Anh nói hắn bắt cóc dân nữ, vơ vét của cải, giết hại người khác, đây là tội tày trời không có gì oan ức. Ông cho rằng anh đã vu cáo hãm hại mình, nói lời sằng bậy mê hoặc người khác chết không hết tội. Anh không nói nhiều chỉ khiến cho ông ta im lặng. Anh nghe nói phu nhân của ngụy tướng quân là họ hàng của hoàng hậu, đạo lý phúc họa cùng hưởng này ông phải tự hiểu. Ando sắp biến động,